Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình sẽ update lại dự án One Network cho các bạn nha các bạn. Thì hiện tại dự án nó đã cái link cũ nó bị lỗi nha các bạn. Thì các bạn nào mà nếu mà đăng nhập được thì đăng nhập nha các bạn. Còn bạn nào không đăng nhập vào mà nó bị dăng ra ngoài thì hoặc là nó nói mật khẩu sai vậy đó thì các bạn cần click phần link mô tả dưới video của mình các bạn đăng nhập vào lại nha các bạn. Sau khi các bạn đăng nhập vào lại xong thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn tạo khóa riêng tư để bảo vệ cái ví của mình nha các bạn. Thì trước khi hướng dẫn bạn tạo khóa riêng tư thì mình có thông tin cho các bạn nè. Thì bạn nào đã có tham gia đào One Network dưới cái phần link mô tả dưới video của mình mà KIC thành công nha các bạn, thì các bạn gỡ vui lòng gỡ cái username cho mình để mình vào cái vòng tròn bảo mật này các bạn, để tăng tốc độ đào nha các bạn. Lưu ý mình chỉ nhận là những bạn nào đã KIC hoàn thành KIC nha các bạn, để tăng tốc độ One lên 0.3 One lên 1 giờ nha các bạn. Rồi thì để bảo mật được thì các bạn bấm vào một thông tin cá nhân của tôi nè các bạn. Rồi sau đó các bạn cần phải bấm vào mục khởi tạo nè các bạn. Rồi sau khi bạn bấm vào khởi tạo thì nó sẽ hiện ra là 21 cụm từ để các bạn khôi phục ví nha các bạn. Rồi sau đó các bạn lướt xuống các bạn sẽ gặp được là cái mục này nè các bạn. Mục tôi đã ghi nhận và xác nhận ví nha các bạn. Rồi các bạn dùng 21 chuỗi cụm từ bảo mật hồi nãy các bạn sắp xếp cho hoàn thành cho nó hợp lệ các bạn, như số 1 các bạn nhấp cho số 1, số 2 các bạn nhấp cho số 2 các bạn. Để các bạn tạo một cái khóa riêng tư cho các bạn để bảo vệ tài khoản của bạn nha các bạn. Rồi, sau khi các bạn sắp xếp 12 chuỗi cụm từ xong thì các bạn bấm hoàn tất là xong các bạn, thì các bạn đã tạo được một cái ví khóa riêng tư của tất cả các bạn để bảo vệ tài khoản của tất cả các bạn nha các bạn. Thì dự án One Network này thông tin của nó là vào tháng 12 vào năm 2022 là One Sang năm đó các bạn. Thì con token One này nó sẽ list sàn lên Binance nha các bạn. Thì đây là một cái sau này nó sẽ là một cái ví và nó tích hợp rất là có nhiều mạng mainnet cho các bạn. Cho các bạn chuyển coi và gửi coi nè. Chứng khoán nè. Dự án này mình thấy cũng khá là tiềm năng nha các bạn. Rồi vậy video mình ở đây cũng kết thúc nha các bạn. Mọi thắc mắc gì không hiểu các bạn có thể comment dưới, vậy mình sẽ tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.